Mình biết đến Tường Minh từ năm 2017 và mình rất là ấn tượng với những cái kiến thức về phong thủy âm trạch của thầy Phương từ đó. Thế nhưng mà mình khi mà nghe thầy giới thiệu về cái phần phần âm trạch thì mình hiểu rằng là gia đình nhà mình có vấn đề về mộ phần của ông bà. Khi mà các cô của mình và các em gái của mình đều gặp một vấn đề về cuộc sống, đó là về cái gia đạo không được tốt. Các chú của mình cũng gặp một cái vấn đề duy nhất là cái về đường tài lộc cũng không có được tốt. Do vì duyên, thế nên mà đến tận năm 2021 thì mình mới có thể mời thầy về để sửa mộ cho ông nội của mình được. Mặc dù là mình là cháu gái, cái phần mộ đó nó chỉ tốt cho con trai. Không phải tốt cho con trai mà nó chỉ đi đến cái phần của con trai thôi. Nhưng mà mình quyết định rằng là mình không những sửa mộ để cái bản thân của mình tốt hơn, em gái của mình tốt hơn, mà còn bố và còn các cô, các chú cũng như là các em họ của mình nữa, toàn bộ gia đình của mình nữa. Nên là mình vẫn quyết tâm mời thầy về tận quê để sửa mộ cho gia đình. Khi mà đến và khảo sát phần mộ gia đình, thầy đưa cho mình hai phương án. Mình xin phép không được nói rõ cái phương án cụ thể ở đây. Thì thầy cũng nói rất là rõ rằng là nếu mà phương án thứ nhất, những cái người tuổi như thế nào, tuổi Tý, tuổi Sửu, tuổi Hợi sẽ phát vào năm nào và phát những cái đường gì ra sao. Phương án thứ hai thì là những người con út hoặc là con cả trong gia đình, những người nào sẽ được tốt đặc biệt, thăng quan tiến chức đặc biệt, những người nào sẽ có rất là nhiều tài lộc như thế nào. Đương nhiên là nó vẫn phải đảm bảo cái yếu tố là cả gia đình đều được tốt, nhưng mà thầy chỉ cho mình biết được rằng là yếu tố những người nào được tốt đặc biệt và phát vào năm nào, phát bao nhiêu năm. Đương nhiên là mình có suy nghĩ cân nhắc trong một thời gian khá là dài, độ vào khoảng 3, 4 tháng cái đó, quyết định rằng là ai được tốt, mình bản thân mình được tốt hay không. Những người khác có rất là nhiều người, người ta được tốt hơn mình, tức là người trong họ hàng mình được tốt hơn mình và mình chỉ được tốt thứ hai, thứ ba thôi. Cái quyết định đó đưa ra nó không hề dễ dàng một chút nào. Nhưng vào tháng 4 năm 2021 thì mình bắt đầu sửa mộ. Mọi chuyện khi mà sửa mộ, thầy sửa theo chọn ngày giờ theo kỳ môn độn giáp và tất cả những cái điều linh ứng theo kỳ môn độn giáp nó đều xảy ra. Mình xin chia sẻ một cái chuyện nho nhỏ là như thế này. Trước khi mà mình sửa mộ thì mình bị gia đình phản đối. Bố mẹ mình phản đối rất là gay gắt đó. Nhưng mà sau đó thì mình gieo một quẻ kỳ môn, thầy khẳng định với mình rằng là nếu mà em sửa mộ theo cái giờ này, không những vài hiện thiên tượng xảy ra, không những là những cái tác dụng nó đến nhanh, mà ngoài ra chắc chắn là gia đình nhà mình cũng sẽ đồng ý dần dần xuôi với cái việc sửa mộ như thế này. Mình rất là nhất tâm, mình theo theo cái sự hướng dẫn của thầy. Trong cái lúc mà sửa mộ, mọi việc diễn ra rất là suôn sẻ, rất rất là suôn sẻ, đúng là giờ đẹp, từ việc thọ đến cho việc nguyên liệu rồi thời tiết đều ủng hộ mình. Và sau đó, sau một tuần, mình hiểu rằng là bố mình có xuống thăm mộ thì không thấy ông phản ứng gì. Trong vòng một năm trở lại đây, đã gần qua cái ngày Thanh Minh, gia đình mình xuống thấy cái sự sửa mộ đó và gia đình mình cũng không có phản ứng gì, tức là mọi người đã ngầm đồng ý với cái việc sửa mộ của mình, mặc dù trước đó là gia đình mình phản đối rất là nhiều. Đấy là về cái phản ứng gia đình mình và cái việc mà chọn ngày giờ làm của thầy. Cái việc thứ hai là cái diễn biến của gia đình mình thì như thế nào, thì mình cảm thấy rất là vui mừng. Các cô của mình hiện tại bây giờ là đã yên bề gia thất và đều có gia đình rất là hạnh phúc. Bố mẹ mình cũng gia đình cả mình ai cũng rất là hòa hợp và gần như là trong vòng chưa đầy một năm trở lại đây thì gia đình nhà mình liên tục thông báo tin vui về những cái hạnh phúc cá nhân hoặc là về về con cái, về nhân đinh của mọi người và gia đình mình rất là vui. Rất rất là vui, đại gia đình mình rất là vui vì là trước đó có những cái sự mà đau khổ hoặc là buồn bã về người em họ thế này này rồi thì cô chú thế này thế kia. Bây giờ thì gia đình riêng của ai cũng hạnh phúc hết. Và đặc biệt là chuyện làm ăn, kinh doanh của các cô của các chú đấy rất là thuận lợi. Thì có thể là khi mà đại dịch kết thúc thì công việc đột nhiên nó thuận lợi, nhưng mà mình nghĩ phần nhiều là do sửa mộ. Bởi vì là công việc tốt lên rất là bất ngờ và rất là nhanh chóng, trông thấy bản thân mình thì công việc thì tốt ở mức độ vừa phải, nhưng mà những cái người khác trong gia đình mình rất là tốt và mình cảm thấy rằng là ok, như vậy là thỏa mãn rồi, bởi vì là mình sửa mộ cho ông. Như vậy thì là các cô, các chú, bố của mình tốt đầu tiên và tốt rất là tốt lên, như vậy thì đấy là điều đúng đắn mà, đúng không? Sau này thì khi mà gia đình của mình mà bố và mẹ của mình các cụ trăm tuổi thì chắc chắn là mình sẽ nhờ thầy Phương, và thậm chí là đến tận bây giờ là mình đã nghiên cứu đến cái sinh phần cho các cụ.
làm sao cho tốt nhất và con cái được hưởng những cái điều tốt đẹp nhất từ các cụ khi mà các cụ trăm tuổi và nằm xuống.